Lần nô đẹp dụng thân cụ và thị xã Quảng Kỳ nhỏ bé, với diện tích chưa đầy 3 km², mà phải hứng chịu hơn 328.000 m², thì hầu như mọi thứ đều bị san bằng hoàn toàn, không có gì cả. Để bảo vệ thân cụ và thị xã Quảng Kỳ trong suốt 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Kỳ đã chiến đấu anh dũng hy sinh, vinh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Nhưng một điều đau xót nhất là do một khối lượng bom đạn khổng lồ như vậy, cho nên đa số hình hài thân thể các chú các bạn không còn nguyên vẹn nữa. Máu và xương thịt đã hòa vào từng nắm đất viên gạch nơi đây. Bởi vậy cho đến hôm nay, thân cụ Quảng Kỳ được ví như là một nghĩa trang mà không có một nấm mồ nào cả. Chỉ có đài tưởng niệm trung tâm là được mô hình hóa thành một nấm mồ chung cho những người đã mất mà thôi. Đài tưởng niệm được xây dựng trên cơ sở hình thành của Điện Lý Âm Dương và Mạc Điện Siêu Thoát. Dưới chất đài tưởng niệm được đắp hình bát giác là được tượng trưng cho bát quái, bốn lối bậc cấp đi lên tượng trưng cho tử tường, và tầng này được gọi là tầng lượng nghi. Trên tầng lượng nghi có một mã điện viện chất điều, trung tâm mã điện viện thì có một bình thái cực. Theo viện học phương Đông quan niệm rằng thái cực sinh lượng nghi sinh tử tường sinh bát quái vân hình vũ trụ vạn vật phát triển không ngừng. Và tầng mà đoàn ta vừa đứng chân vương xong được gọi là tầng lượng nghi, bên trong có hình tròn và được xây dựng theo thái cực đồ. Một nửa là phía hồ nước xem như là phần âm. Từ phần âm, người ta đắp một cây đèn bằng đồng màu đỏ, được ví như là phần dương đông âm. Cây đèn được xem như một cây thiên bằng có chức năng thiêng liêng, là cầu nối giữa trời và đất để truyền tải linh hồn các anh hùng liệt sĩ về với cõi vĩnh hằng. Trên đỉnh cao cây thiên bằng là hình tượng ngọn lửa với tinh thần đoàn kết quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Ở giữa có 3 bông hoa tượng trưng cho tam tài, thiên, địa và nhân, là nói lên mối quan hệ giao hòa giữa trời, đất và con người. Phía dưới 3 bông hoa là hình tượng 3 bàn cơm chồng lên nhau cùng cho người đã khuất. Theo phong tục người Á Đông thì những người mất từ 60 tuổi trở lên được gọi là hưởng thọ và cũng 1 bàn cơm. Còn những người mất dưới 60 tuổi thường được gọi là hương dương và cũng 3 bát, mà khi các chiến sĩ của ta hy sinh tại đây khi tuổi đời còn trẻ. Bởi vậy, hình tượng 3 bát cơm mang ý nghĩa như vậy. Một nửa phần còn lại, phần để đứng dân hương, phần này được gọi là phần dương và được làm bằng gạch màu đỏ. Màu đỏ đó là màu của sự sống, của sự sinh sôi nảy nở, của sinh khí vận hành. Từ phần dương có một phần thiểu âm ăn thông vào trong lòng đài tưởng niệm với một quan niệm rằng trong cuộc sống này âm dương tuy 2 mà 1, âm dương không thể tách rời, luôn bổ sung cho nhau. Bởi vì trong âm thì có dương và trong dương luôn có âm, và giữa 2 mặt đối âm dương thì đặt một lư hương lớn để khi mọi người đến đây thắp một nén hương thực tâm cầu khấn, vong linh các anh hùng liệt sĩ sẽ từ cõi âm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng thân thả nơi chín suối. Và phía bên ngoài là 81 bức phù điêu bằng đồng được xem như 81 tơ linh ghi dấu lại từng ngày một, 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thân cụ và thị xã Quảng Trị vào mùa hè năm 1972, bắt đầu phía bên tay phải đi lên là ngày 28 tháng 6 và kết thúc vào ngày cuối cùng là ngày 16 tháng 9 theo chiều ngược kim đồng hồ. Và hiện nay các anh chị đang đứng ở đây được xem là nơi linh thiêng nhất của thần cổ, vì nơi đây được ví như là bên trong lòng muôn bộ tập thể, vừa là trung tâm của 2 trục đường chính giao nhau đi về từng phương. Theo quan điểm tâm linh mà nói thì đây là nơi hồi tù linh hồn các anh hùng liệt sĩ từ tứ phương 8 hướng tập trung về trong lòng đại lượng niệm, theo phần âm dương được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Tại trung tâm này hiện đang trưng bày một bộ hình trang của người lính với đôi dép cao su, khẩu súng AK, bi đông lớp kiểu mũ tai bèo. Hình trang của người lính vào trận mang theo đơn sơ giản dị, chỉ chừng ngân ấy thôi mà các chú các bác đã làm nên lịch sử.
và nó được xem như là linh hồn và chiến sĩ giải phóng quân khi trở về. Vâng, đúng như vậy thì cho đến hôm nay, hơn 40 năm chiến tranh đã qua rồi. Hôm nay ta vào thành cổ đi giữa một màu xanh cỏ cây, nhưng giữa lớp cỏ xanh kia vẫn còn đó. Biết bao nhiêu hài của các anh các bác vẫn còn nằm yên ở dưới cỏ. Bởi vậy hơn 40 năm chiến tranh đã qua, nhưng khi các chú, các bác cựu chiến binh trở lại thăm đồng đội, lên đài tưởng niệm thắp một nén hương cho đồng đội của mình, mà đã không cầm được nước mắt với lời xót xa nghẹn ngào rằng nhẹ bước chân và nói khẽ thôi cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ, trời thân cổ trong xanh và lòng gió dầu ồn ào đừng lay bật nghẹt cây, nhẹ bước chân và nói khẽ thôi thân cổ rồng sao đồng đội tôi nằm chết, một tấc đất là một cuộc đời cỏ thật cho tôi hôm nay đến nghẹn ngào. Vâng, đúng như vậy, một tấc đất nhận cây ngọn cỏ hay một bước chân ta vào thần cổ Quảng Trị hôm nay đều thấm đậm xương máu của các anh. Bởi vậy những công trình kiến trúc dưới thời nhà Nguyễn tại đây sẽ không được phục dựng lại nữa, nơi đây sẽ được xây dựng thành một khu tưởng niệm để tôn vinh tri ân cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc. Và thần cổ Quảng Trị hôm nay mãi mãi là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Vâng, kính thưa các bà các cô các anh chị, thì cho đến hôm nay, mặc dù hơn 40 năm chiến tranh đã qua rồi, nhưng trong quá